này uh, sắp xuân uh, sắp kết thúc một mùa xuân rồi. Thì hôm nay hòa uh, review uh, một số bông hoa tại uh, khu vườn nhá. Đây là mỹ vàng nghệ đó. Loại này uh, sắp thành sọc rồi. Nhưng không biết uh, có thể ra thành sọc uh, không như mọi người đó. Đó nha mọi người, đó. Uh, sắp ra sọc luôn rồi. Còn mọi người thấy uh, tàu vàng, tàu đỏ thì thế nào mọi người? Đây là tàu vàng, tàu đỏ hoa xuân mọi người nhá hoa này có thể trồng cho mùa xuân Tết 2022 đây mọi người những màu sắc hoa rất đẹp luôn à, trước thềm xuân tới thì hoa cũng nở luôn mọi người nhé, Đấy, bông trang vàng đỏ à, khoe sắc dưới ánh nắng à, chuẩn bị đón xuân về mọi người màu sắc rất đẹp luôn cho nên mọi người mà chơi bông trang này mà chơi Tết là y bài luôn mọi người à, khỏi phải trồng khỏi phải à, à, mua bông thọ nhé. đây mọi người những màu vàng này rất đẹp cần gì phải mua bông thò đó đúng không, mọi người chơi hoa nở quanh năm luôn Đấy, màu sắc đỏ rất tuyệt vời luôn màu sắc dưới nắng này đó mọi người quá đẹp luôn đó, hôm nay thì review rất là nhiều loại hoa mọi người theo dõi hết nha. à, đây thì hai loại là trang tàu vàng và tàu đỏ này mọi người à, tiếp tục với mọi người nữa là một loại bông trang à, màu này được gọi là đỏ pháp ngũ phúc À, đỏ pháp ngũ phúc thì à, bông hoa thì à, à 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh mọi người nhé Thì à, 5 6 cánh rất là nhiều luôn này. Đó mọi người màu sắc rất là đẹp luôn mọi người. Đó. À, dưới ánh nắng thì à, đang nở rất là đẹp luôn nhé Hay trước thềm mà xuân 2022 về thì hoa cũng bắt đầu nở và nụ rất nhiều luôn mọi người. Đây là hồng sen mọi người, hồng cánh sen. nó đang nở nụ rất đẹp luôn này. Đây là trắng sọc đột biến mọi người, đang à, nở nụ rất nhiều nụ luôn các bạn nhớ theo dõi nhé, khi nào mà có nở nụ ra à, hết nụ thì hòa quay cho mọi người xem và hôm nay là trắng sọc đột biến nở rất là nhiều nụ luôn mọi người ok à, còn đây là một cây bông hoa dưới nắng rất đẹp mọi người thường thì rất nhiều chú bác lại bỏ quên cái dòng bông trang này à, dòng bông trang này thứ nhất là siêu bông bông to rất đẹp mọi người nhớ đó mọi người nhìn bông này màu sắc vàng nghệ rất là tuyệt vời đó nhưng không phải là mỹ vàng nghệ đâu mọi người nhé đây đây là toàn bộ cây bông trang vàng nở rất là nhiều bông luôn mọi người nhé. đây mọi người nó bông rất là khủng khiếp luôn này nó thấy chưa đùng đưa trước ánh nắng này. đó là bông này thì uh, uh, lá lớn cho nên nhiều người rất ít để ý và ưa chuộng mọi người uh, rất là nhiều bông bông luôn. Uh, trước mùa xuân thì uh, hoa đang nở rất là nhiều mọi người. từng chùm nào chùm nấy bông to bằng cái dĩa nha. đó rất là to luôn. các bạn theo dõi video hôm nay thì uh, đừng quên uh, ủng hộ cho hoa một like một subscribe nhé gành xuân rồi thì hòa không có quay video bán hàng nữa mà review các loại hoa tiết cho mọi người cùng xem và tham khảo đây là bông trang và nghệ lá lớn nha mọi người và giờ mình chuyển qua dòng khác Ở dòng này thì siêu bông rồi không nói mọi người đây toàn nụ không mọi người nhá đó mọi người nhìn vào video cây này thì toàn là nụ không hàng trăm cái nụ sắp nở trước mùa xuân xuân 2022 đây mọi người đây là được gọi là trang trắng lá trung hay gọi là trang trắng lá trên mọi người nhá đó, những cây này của Hòa thì đang ra nụ chơi Tết là rất là tuyệt luôn Có một điều thì trăng trắng thì là rất ít nhiều người chơi Bạn mỗi loại hoa thì sẽ có một cái vẻ đẹp riêng của nó mọi người nha Từng cánh hoa hay lá đều có ưu điểm của nó Cho nên các bạn chơi được nhiều loại hoa thì trong vườn thì các bạn sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn khi mỗi độ xuân về hay là những lúc hoa nở mọi người nhé thì bây giờ hoa chuyển qua cái dòng bông trang khác mọi người tham khảo nhé đó, video hôm nay thì giới giới thiệu những loài hoa ở trong khu vườn hoa nhé thì vườn hoa thì đang bắt đầu đón xuân hoa nở khắp vườn Đấy, đây là trang đỏ Dubai mọi người này đỏ Dubai thì màu đỏ thì cũng rất đẹp nhưng lại bông hơi bị thưa đó mọi người nhá mọi người xem để xem ưu điểm từng loài hoa tham khảo để qua năm mình có thể đặt hoa về trồng nhé. đó à, hoa cũng nói rồi mỗi loại bông hoa thì đều có mùi màu sắc riêng biệt, sự khác nhau đó nên những người yêu hoa mới rành về những loại hoa mọi người. đây là bông trang vàng pháp mọi người nhé cũng đang nở hoa rất nhiều. đây trang tím sen lá trung cũng ban bắt đầu đang nở nụ mọi người để đón xuân mọi người nhé. thì nụ như này thì cũng kịp tết mọi người. đây hoa bông trang tím sen lá trung À, đang nở nụ rất đẹp luôn, rất là tuyệt vời mọi người. đó, cho nên mọi người chơi dòng nào cũng được, chỉ cần hoa nhiều là sẽ có giá trị mọi người nhé. chắc nhiều người cũng bỏ quên một là loài hoa này, đó, người ta gọi là sen xưa. Đó, màu sắc bông như những đồng tiền rất đẹp luôn màu đỏ vàng, khi thì màu đỏ khi thì đỏ vàng mọi người nhé, rất đẹp luôn mọi người. đây cái chùm bông rất là to luôn. hay mọi người lại bỏ quên một loại bông rất đẹp luôn người ta gọi là trang xưa hay còn gọi là trang sen mọi người nhé. đó cánh bông rất đẹp luôn. nếu mà nở rất nhiều mông thì tuyệt vời. À, trước tiệm hoa trước tiềm xuân đến thì hoa cũng nở mọi người. thì trong vườn hoa thì à, cũng à, hoa đang nở rất nhiều. đây là bông trang à, à, mỹ hồng mọi người. đó à, mỹ hồng thì siêu bông rồi không nói mọi người nha. trong các dòng thì à, mỹ hồng thì rất là nhiều bông chùm bông nào nó to lắm mọi người nhá. Đây, à, để các các bạn chơi một tán thì đó, tán chơi như vậy thì mỗi lần nở bông sẽ rất đẹp mọi người. đây là bông trang mở hồng, à, mỹ hồng, cao tầm mét bảy mét tám mọi người, rất là cao luôn. À, vườn hòa thì mọi người rất là nhiều bông luôn, mọi người cứ đăng ký kênh và theo dõi nha mọi người. đây là bông trang Mỹ tím thơm, đang nở nụ bí tím thơm thì rất thơm mọi người nhé. như những dòng này thì đón tết uh, uh, y bài luôn mọi người nhé. đó đang nở nụ mà đón sắc đón tết là tuyệt vời luôn trang tàu thái lai Đó, tàu thái lai vườn hoa cũng nhiều loài nào cũng nhiều mọi người mọi người xem video đừng quên ủng hộ cho một like một subscribe nhé đăng ký kênh nhé ủng hộ kênh hoa tâm chín vlog chuyên cung cấp cây giống bông trang để qua năm mình có thể đặt bông trang về trồng mọi người